Sau khi phân tích một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng chỉ đạo điều hành trong thời gian tới được khái quát bằng 3 cái năm, đó là năm tăng, năm giảm, năm tăng tốc bứt phá. Năm tăng là như thế nào? Cái thứ nhất là tăng khả năng tiếp cận, rồi hấp thụ tín dụng, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới. Tăng thứ hai là tăng cường tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý và chất lượng tín dụng cho hệ thống của chúng ta. Cái tăng thứ ba là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành của ngân hàng, của thị trường tài chính. Cái tăng thứ tư là tính công khai, minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống cái tín dụng đen. Cái tăng thứ năm là tăng cường giám sát, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro, chống cái tham nhũng tiêu cực. Cái năm giảm là giảm lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí, giảm cái thủ tục hành chính, giảm cái phiền hà sách nhiễu vân vân để chúng ta giảm cái lãi suất. Cái thứ hai là giảm chi phí giao dịch hoạt động. Thứ ba là giảm cái thủ tục hành chính. Cái thứ tư là giảm cái phiền hà sách nhiễu gây khó khăn cho người dân. Cái thứ năm là giảm tiêu cực lợi ích nhóm trong cái hoạt động ngân hàng. Nhóm thứ ba là năm cái tăng tốc bứt phá. Thứ nhất là tăng tốc bứt phá về số hóa. Cái thứ hai là tăng tốc bứt phá về chất lượng dịch vụ. Và cái thứ ba là tăng tốc bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực. Cái thứ tư là tăng tốc bứt phá về hạ tầng ngân hàng. Cái thứ năm là tăng tốc bứt phá về phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân để góp phần làm cái tăng trưởng cho nền kinh tế. Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ngân hàng nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống tổ chức tín dụng.